Hai nền tảng quan trọng nhất của loài người là tuổi trẻ và tình yêu. Hai phát minh quan trọng nhất của loài người là ngọn lửa và chuyển động tròn. Chuyển động tròn chính là cái bánh xe, nó làm cho nhân loại tiến bộ, và quả bóng mang lại cho chúng ta sự thăng hoa mà chỉ có tình yêu mới mang lại được. Chính vì sự liên hệ giữa ô tô và bóng đá cho nên tập đoàn Thaco, nhà sản xuất lắp ráp ô tô ở Việt Nam, luôn quan tâm đến các giải bóng đá. Và giải bóng đá sinh viên cũng như vậy, tôi hết sức cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho phép chúng tôi tham gia vào giải trẻ này. Vì vậy, đừng cảm ơn, tôi là người hạnh phúc, bao năm rồi tôi là kẻ chịu ơn. Tôi xin chúc cho tuổi trẻ của các bạn và tình yêu của các bạn mãi mãi thăng hoa cùng sự chuyển động tròn của quả bóng. Tôi xin gửi đến các bạn mấy câu thơ của thi sĩ Chế Lan Viên: những ngày ta sống đây là những ngày đẹp nhất, dù sau này đời có muôn vạn lần hơn. Trái cây rơi vào áo người ngắm quả, đường nhân loại đi qua, bóng lá xanh rì, mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ, gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn. Xin chúc các bạn hãy cháy lên, hãy mạnh lên. Xin cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức, quý vị đại biểu, quý thầy cô, các vận động viên và các cổ động viên thân mến, tôi tên là Võ Minh Hoàng, là vận động viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho tất cả các vận động viên về tham dự vòng loại bảng E giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 Cúp Thaco năm 2024. Chúng tôi xin hứa: một, tuyệt đối tuân thủ điều lệ giải, quy định, quy chế của ban tổ chức và sự điều hành của tổ trọng tài; hai, thi đấu một cách trung thực, cao thượng, nỗ lực hết sức mình, đoàn kết và cố gắng để đạt được những kết quả tốt nhất. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Cuối lời, em xin kính chúc tất cả các vận động viên, quý thầy cô, quý đại biểu có thật nhiều sức khỏe. Chúc cho giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý lãnh đạo cùng toàn thể các bạn vận động viên và cổ động viên. Tôi tên Trần Ngọc Nhớ, là trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi xin đại diện cho lực lượng trọng tài điều hành giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp Thaco một cách khách quan, công bằng, đúng luật, đúng điều lệ giải. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý lãnh đạo mạnh khỏe. Chúc các đội gặp nhiều may mắn. Chúc giải thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Số đội tham gia lần này tăng gấp rưỡi mùa giải lần thứ nhất, chứng tỏ là sự kỳ vọng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trở thành hiện thực. Đó là sự kết hợp giữa Báo Thanh Niên và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo ra một giải bóng đá hấp dẫn hơn, trở thành một sự kiện được đón chào hàng năm của các bạn sinh viên. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 2024 Cúp Thaco. Chúc các đội thi đấu thắng lợi với tinh thần thể thao cao thượng, chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.